Luôn một lần nữa thầy cảm ơn các bạn trong đội văn nghệ của trường đã góp một những tiết mục văn nghệ thật là hay để giúp cho cái buổi lễ chúng ta thành công hơn. Thì đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay thật là lớn nha. Và sau đây xin giao quyền lại điều hành lại cho thầy tổng phụ trách để